Và như hiệp một trận đấu giữa hai đội Malaysia Việt Nam đã bắt đầu. Quang Hải dứt điểm. Hải đưa bóng về phía cột xa. Đức Huy, Sumare, pha đi bóng tốt của Sumare. Safawi Rashid, tình huống khá nguy hiểm. Pha đeo bám quyết liệt của lão tướng Tala. Sau những phút mà Việt Nam pressing tầm cao thì Malaysia đã bắt được nhịp của trận đấu. Căng ngang. Safawi Rashid. Safawi Rashid. Tình huống nguy hiểm. Quế Ngọc Hải đã chặn bóng không thành công. Văn Lâm đã cố gắng cứu bóng. Trọng Hoàng, Phan Văn Đức, Sumare đã di chuyển sang cánh trái. Đình Trọng bóng lót kịp thời. Chê Hà Sim, hậu vệ biên của Malaysia cũng đã rất nỗ lực lên tấn công. Kutiaba, pha lao người dứt điểm của đội trưởng Adharazak. Liên tục những pha sóng gió trước cầu môn của Văn Lâm. Thực ra thì các đội tuyển của Ba Sô đều đã rất quen với kiểu sức ép như thế này. Đường truyền của Đoàn Văn Hậu, một pha các chân chuyển bóng rất nhẹ nhàng. Cắm ngang, khoảng trống, sút vào rồi, vào 1-0 cho đội Việt Nam. Rất giống với trận đấu tại Mỹ Đình, chúng ta có cơ hội và đã ghi bàn. Trước khi có bàn thắng thì Việt Nam thế trận không được tốt. Tuy nhiên từ pha cất chân chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu, một cơ hội đã mở ra. Pha đi bóng bên cánh trái và chuyền vào rất tốt. Huy Hùng đã ghi bàn. Phan Văn Đức là cầu thủ đi bóng bên cánh trái, pha đi bóng rất quen thuộc của anh. Tiền vệ trung tâm Huy Hùng đã băng lên rất kịp thời và ghi bàn trước sự bất lực của Mo Sát. Dấu ấn của Nguyễn Huy Hùng trong lần đầu tiên đá chính ở giải đấu năm nay. Trước khi bước vào giải đấu này, Huy Hùng bị đau và phải tập riêng. Bây giờ thì anh đã bình phục hoàn toàn và chơi rất tốt. Sút bóng vào, 2-0 cho đội Việt Nam. Thêm một pha đánh úp rất bất ngờ. Bàn thắng của Đức Huy. Bất ngờ rất lớn đã xảy ra tại Bukit Jalil. Phan Văn Đức trả bóng lại. Đức Huy cầu cú đá rất tốt từ tuyến hai. Đức Huy là cầu thủ đa năng. Anh đã tung ra cú đá chân trái rất tốt. Thêm một lần thủ môn Maliat phải vào lấy nhận bóng trong sự ngỡ ngàng. Vẫn là Adharazak đá phạt góc. Bóng chạy cầu môn. Đội tuyển Malaysia đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi bước vào giải bóng đá Đông Nam Á 2018. Một ngày trước trận đấu, ông đã có mặt để động viên tinh thần các cầu thủ Malaysia và đề ra mục tiêu. Pha bóng rất băm bổ của Chê Hà Sim. Rất may là anh chỉ phải nhận thẻ vàng. Bóng đập hàng rào. Quang Hải cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Malaysia. Pha chọc khe nguy hiểm. Đình Trọng đã có pha xử lý có thể nói là rất hay. Quang Hải lại là một pha phản công.
một người đối mặt với thủ môn, không vào. Suýt nữa tỷ số là 3-0. Nếu đội Việt Nam có bàn thắng thứ ba thì thực sự là cơn địa chấn ở Bukit Jalil. Một pha băng ra có thể nói là chỉ mang tính chất hú họa của thủ môn Malaysia thôi. Cơ hội đã nhìn ra rất rõ. Rất tiếc là Hà Đức Chinh vẫn chưa có duyên ghi bàn. Sumare, khoảng trống, pha đi bóng của Talaha. Tình huống nguy hiểm, đội bàn đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Pha bóng không thể sự tập trung của hậu vệ đội Việt Nam. Bàn thắng của trung vệ Mo Sát. Guteba đã theo một đường bóng tốt, đã không qua kèm Mo Sát. Phan Văn Đức, vẫn là Văn Đức, đi bóng tốt. Trọng Hoàng, Quang Hải, Quang Hải sút bóng. Quang Hải chọc khe, có thể dứt điểm ngay. Chậm mất rồi, rất đáng tiếc. Trong màu áo của đội hạng nhất Hà Nội, đối mặt, không vào. Từ trung tâm, Huy Hùng và Đức Huy đã nổ súng là điều họ rất bất ngờ. Rút bóng, pha xử lý chính xác của Văn Lâm. Cũng rất may là bóng đi vào giữa của môn. Pha băng xuống, pha vào đường rất nguy hiểm với những pha xử lý tốc độ và kỹ thuật ở bên cánh trái. Malaysia đang chơi tốc độ để cuốn Việt Nam vào lối đá nhanh. Đoàn Văn Hậu rất tốt. Safawi Rashid, Văn Lâm đã chọn đúng điểm rồi. Pha đấm bóng vất vả của Văn Lâm, đó là pha xử lý của Trọng Hoàng. Chuyền lên cho Tiến Linh, Tiến Linh bắt tốc độ đối mặt với thủ môn đối bàn. Tiến Linh quá đáng tiếc. Đó là pha bóng mà chúng ta chờ đợi ở Tiến Linh. Chuyền nhanh, Trọng Hoàng chuyền cho Tiến Linh, hất bóng phối hợp, rất đáng tiếc. Anh là cầu thủ của Jo Darun Takzim. Đoàn Văn Hậu, tình huống chủ quan, hết sức nguy hiểm. Thẻ vàng dành cho Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu sau khi để trôi đối phương đã cố gắng, và chúng ta xem một lần nữa tình huống này. Safawi Rashid, và như vậy là lưới của Văn Lâm đã tung lên một lần nữa. Cú đá chân trái tốt của Safawi Rashid. Ở hiệp 2 trận đấu tại sân Mỹ Đình, anh cũng có một cú đá phạt. Tuy nhiên lần đó thì Văn Lâm cản phá được. Còn lần này cũng đá về góc như vậy và Văn Lâm đã chịu thua. Những gì mà ông Bang Sô hình dung. Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu bị đau. Phan Văn Đức có cơ hội rồi, đối mặt Phan Văn Đức. Rất tiếc, rất nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ sau khi chúng ta đã có được hai bàn thắng. Phan Văn Đức đi bóng vào trong để mở rộng góc sút và Mo Sát đã kịp cản phá. Trọng Hoàng đã di chuyển vào giữa. Cú đá từ góc hẹp, đó là Quang Hải. Quang Hải lúc này đang ở ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Công Phượng vào sân thay cho Đức Huy, giống như trận đấu gặp Philippines. Ông Quang Sô đã thay một tiền vệ trung tâm bằng Công Phượng. Trận đấu trước, Công Phượng cũng vào sân thay Đức Huy.
Subare. Pha sóng gió trước cầu môn Phan Lâm. Hôm nay là một ngày vất vả của đội Văn Hậu. Rất may Văn Lâm đã kịp băng ra. Vừa rồi là tình huống mà rất may Văn Lâm đã băng ra, bắt được bóng. Và có thể sau đây chúng ta sẽ thay người. Đi bóng vào trong, chuyền bóng hơi sâu. Pha bóng lăn xả để cản phá. Không thành công. Pha phạm lỗi. Bóng đập hàng rào. Văn Lâm đã cản phá thành công. Hai đều là tỷ số thuận lợi khi được trở về sân Mỹ Đình. Và cũng xin nhắc lại là Việt Nam cũng đã thắng tại Mỹ Đình rồi trong một trận đấu knockout. Thời gian của trận lượt đi đã hết. Một trận đấu mãn nhãn tại Bukit Jalil, sân bóng lớn nhất Đông Hóa. Hai đều là tỷ số cuối cùng. Chúng ta cũng có những sự tiếc nuối khi đội Việt Nam không thể giữ được chiến thắng mặc dù sẽ trước 2-0.